Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 xin phép được bắt đầu. Đây là một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin mời bạn điện tử. Ai? Đừng dừng chân, hồ trên núi. Đúng rồi. Xin mời nhóm 5 dòng kẻ. Điểm đầu tiên và lời gợi ý tiếp theo như sau. Bài hát này do Bảo Lan sáng tác, nằm trong album Từ Tình Ca của nhóm 5 dòng kẻ. Bắt đầu. Mình theo bài Cánh Hồng. Đúng rồi. Một bài hát đã gắn liền với tên tuổi Trần Thu Hà, do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác. Một. Đừng dừng chân. Sắc màu. Ngẫu sông Hồng. Bài gì ạ? Sắc màu. Đúng rồi. Một.
Khi các bạn trình bày là những bài hát mà các ca sĩ đã rất là nổi tiếng và trình bày khá thành công những bài hát này thì các bạn có bị áp lực không? Áp lực thì cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà mỗi một lần Năm Dòng Kẻ thể hiện những ca khúc mà đã nhiều ca sĩ hát thì Năm Dòng Kẻ cũng rất muốn là làm mới ca khúc đó. Đúng vậy. Muốn làm sao để khán giả có thể có một cái cảm giác khác đi. Chính vì vậy nên bài Sắc Màu này cũng là một trong những thử nghiệm của Năm Dòng Kẻ đối với dòng nhạc New Age. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và lời gợi ý tiếp theo như sau. Đây là một bài hát quen họ Bắc Ninh. Xin mời bản điện tử. Người. Theo bạn. Người ơi, đừng về. Đúng rồi.